con người từ xưa đã có thể tách chiết được tinh dầu chanh, mang lại hương thơm và nhiều lợi ích. Truyền thuyết kể rằng, loài hồ ly rất ưa thích hương chanh, vì thế mà từ ngàn năm trước, tộc hồ ly đã giả dạng thành những thiếu nữ xinh đẹp, trà trộn vào thế giới loài người, để tìm tinh dầu chanh do con người chế tạo. Một hôm, có một hồ ly xinh xắn mang tinh dầu chanh về ngôi làng của mình, cả làng vui mừng, xuống lại quanh cô ấy. Cô ấy khuyên mọi người nên dùng tinh dầu chanh, ngoài việc không tạo mùi hồ ly khi sống cùng loài người, thì còn rất nhiều lợi ích khác. Hãy cùng nghe cô ấy khuyên dân làng thế nào nhé. Mọi người biết không, tinh dầu chanh không những có tính năng khử mùi hồ ly chúng ta, mà đối với loài người, tinh dầu chanh là một thứ mang lại nhiều lợi ích. Tinh dầu chanh được chiết xuất từ vỏ chanh nguyên chất, với mùi thơm dịu nhẹ mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái cho người sử dụng. Ngoài ra, nó còn có rất nhiều công dụng tuyệt vời cho việc làm đẹp và bảo vệ sức khỏe. Chanh có tính sát khuẩn và làm se da, nên được dùng điều trị các chứng bệnh về da như mụn nhọt, mụn gốc, lan ben, làm sạch da nhờn. Chanh cũng giúp hạ huyết áp, trị bệnh cảm lạnh, rất tốt cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, người ta còn chế biến thêm loại tinh dầu chanh xả, có tác dụng xua đuổi côn trùng, giải độc, bảo vệ dạ dày, hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, đồng thời giảm căng thẳng, tăng cường hệ miễn dịch, giúp chăm sóc da và tóc. Lá chanh cũng có thể chế biến thành tinh dầu. Tinh dầu lá chanh có tác dụng chống viêm, cân bằng tinh thần, giúp tăng cường hệ thống tiêu hóa và khử mùi tốt, giúp tăng cường hệ hô hấp, chống lo lắng, giảm hoảng loạn, lo sợ và chứng trầm cảm. Nhờ tinh dầu chanh mà từ nay, tộc hồ ly chúng ta đã có thể sống hòa bình với loài người rồi. Mỗi người hãy mua cho mình một chai tinh dầu chanh nhé. Thực hiện bởi đội ngũ MVN, mua bán nhanh.com. Nhớ like video, bấm đăng ký, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới từ kênh Mua Bán Nhanh bạn nhé.